Ai bảo hành hương là khổ, hành hương sướng lắm chứ. Chân tay vắt vẻo trên xe buýt, ship này tăng tăng vẫn mỉm cười. Đường về đất Phật xa thăm thẳm, Ấn Độ, Nepal vượt núi rừng. Ổ gà, ổ muỗi lại ổ voi, mì khô bánh khảo nước sôi đập chiêm ngưỡng chỗ Phật sinh, viếng thăm chỗ Phật tu hành bao năm. Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thánh lương. Con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vời trời cao, trăng sao đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng. Xá lạy Phật mẹ sáng lung linh, chúng con quỳ lạy dưới chân của người. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Là Phật đại nguyện
phận. Cuộc đời mẹ chỉ biết yên dần. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm thanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắng tươi. Cây Bồ Đề ngàn năm sừng sững, lá Bồ Đề rụng xuống con xin. Lộc Phật giữ để làm tin, võ công cực khổ hành hương bao ngày. Đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước, nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật, đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước, nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu, cho cuộc đời. Sáng ngày 23 tháng 2 năm 2011, toàn bộ phái đoàn ra phi trường Bombay để bay đi Varanasi, thực hiện chuyến hành hương Ấn Độ, Nepal, Thái Lan kéo dài gần 4 tuần lễ. Chúng tôi đã đi thăm viếng rất nhiều thánh tích, Phật tích, chùa chiền và nhiều thắng cảnh của Ấn Độ, Nepal, Thái Lan. Đoàn hành hương đã thực hiện 8 chuyến bay với 13 lượt máy bay khác nhau, có chuyến bay chuyển tới 2-3 lần. Đi đường bộ, đoàn đã sử dụng đủ các loại phương tiện, từ ghế khiêng, cáp treo, xe xích lô, xe van, cho đến các loại xe du lịch chất lượng cao. Cuộc hành hương tuy gian nan vất vả, thức khuya dậy sớm, có khi ngủ trên xe buýt để đi suốt đêm.
Nhưng đổi lại, chúng tôi đã thực hiện được điều mong ước từ lâu, đó là về thăm đất Phật. Tất cả những kỷ niệm khó quên này đã được ghi lại một cách tỉ mỉ trong các đoạn video, trong các bức ảnh mà nhiều Phật tử đã thực hiện. Tôi nhớ ngày tôi đi, tình thương nào cách trở, vườn hoa còn tươi nở trong ngày tôi ra đi. Ôi mái chùa thân yêu, cửa từ bi vẫn mở. Xa mái chùa thân yêu, lòng tôi nhớ thương nhiều. Hôm nay tôi trở về đây thăm mái chùa xưa yêu dấu, nghe tiếng chuông vọng về khuya mà lòng tôi ấm mãi. Chúng tôi cố gắng hoàn thành những video clip đầu tiên để trình làng nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 tháng 5 2011. Với khả năng có hạn, không sao tránh khỏi những thiếu sót về kỹ thuật làm video và về kiến thức Phật pháp. Rất mong quý vị thứ lỗi và góp ý. Thái Anh, Vancouver, Canada, tháng 5, 2011. Yeah.